xin chào các quý vị, xin chào các bạn. Trong những giai đoạn thị trường giảm điểm mạnh ấy, thì khi mà thị trường quay đầu trở lại sẽ có những phiên FTD tức là bùng nổ theo đà và những phiên như vậy các bạn tham gia sẽ có tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cao và trong thời gian rất ngắn. Vậy trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu FTD là gì. thì về khái niệm FTD ngày bùng nổ theo đà gọi tắt là FTD trong tiếng Anh gọi là follow through day thể hiện sự tham gia của dòng tiền lớn, đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng mới, dùng để nhận diện thị trường chuyển từ giai đoạn giảm giá sang giai đoạn tăng giá. Thì hình ảnh minh họa đây các bạn thấy, sau một giai đoạn thị trường giảm mạnh và có những phiên phục hồi nhẹ sau đó FTD xảy ra và chúng ta mà mua được trong những phiên FTD này, đây, đây chẳng hạn. Hoặc là đây, sau giai đoạn thị trường mà kết thúc nhịp rơi mua FTD thì các bạn có thể kiếm lời rất nhanh theo T cộng và đôi khi các bạn có tỷ suất cực kỳ cao từ 10 đến 20% chỉ trong 5 đến 10 ngày thôi. Điều kiện để xuất hiện FTD thị trường sẽ phải trải qua một đợt giảm điểm mạnh thường là trên 8% với mức độ chiết khấu đủ hấp dẫn cho dòng tiền bắt đáy. Và thị trường sẽ xuất hiện phiên phục hồi đầu tiên có nghĩa là phiên cân bằng và hồi phục lại nhẹ ngày thứ hai và ngày thứ ba trở đi giá phải duy trì trên cái đáy vừa thiết lập trong trường hợp chỉ số thủng đáy mới của phiên nỗ lực phục hồi mẫu hình sẽ không còn giá trị có thể có phiên test cung với khối lượng nhỏ và giá không phá đáy cũ để đảm bảo không còn nguồn cung bán ra trước khi dòng tiền lớn đẩy giá mạnh. Phiên test thường là phiên nến rút chân rơi vào phiên số 4 đến số 6 thực ra những con số như này thì là lý thuyết và có xác suất thống kê thôi còn các bạn sẽ tùy vào tình hình tùy vào những cái giai đoạn nhất định và chúng ta chỉ quan tâm là có phiên bùng nổ cho đà có đủ điều kiện và không có phiên bị thủng thì là FTD thành công và một tôi lưu ý cho các bạn là FTD thường xuất hiện sau ngày thứ ba của đợt nỗ lực phục hồi phổ biến xuất hiện nhất trong khoảng thời gian từ 4 đến ngày 7 nhưng đôi khi có thể xuất hiện muộn hơn. Đây là so sánh một phiên bùng nổ theo đà thành công là bên trái và một phiên bùng nổ theo đà thất bại. Thì chỉ số phải có một ngày tăng giá mạnh, thông thường lớn hơn 1,5% với khối lượng cao hơn so với ngày trước đó. Những cái cổ phiếu trong uh, Mid midcap và một số cổ phiếu blue chip thì sẽ có những cái mã tăng mạnh từ 3 đến 4% trở lên và đây sẽ là phải là một phiên bùng nổ mạnh mẽ dòng tiền lan tỏa khắp các nhóm ngành đây chính là một phiên bùng nổ theo đà thành công và ngược lại một phiên bùng nổ theo đà thất bại thì sẽ trong vòng 4 đến 5 phiên sau thì bùng nổ có một cái phiên phân phối thị trường giảm điểm hơn một phần trăm đó nếu mà có một phiên như vậy thì có thể thị trường đã xảy ra bùng nổ theo đà nhưng mà thất bại và hơn nữa là sau phiên bùng nổ theo đà mà cổ phiếu giảm thủng đáy cái phiên cân bằng đầu tiên ấy, thì ngày bùng nổ theo đà là thất bại và chúng ta cần hành động rất khoát là cắt lỗ thậm chí là các bạn bán quá lãi nếu các bạn mua tốt những cổ phiếu khỏe hoặc các bạn bán hòa để bảo vệ tài khoản và đây là ví dụ về hai phiên bùng nổ theo đà trong quá khứ của VN Index này vào tháng 4 tháng đây có lẽ là đồ thị tháng 4 2022 khi mà thị trường giảm rất mạnh này, sau đó cân bằng, cân bằng trở lại thì uh, phiên nỗ lực phục hồi chính là phiên xanh này. Sau đó thị trường hồi lên, đây là một phiên bùng nổ do đà, đây là một phiên bùng nổ do đà thứ hai. Các bạn mua phiên này cũng được, mua phiên này cũng được. thì các bạn phải ở trong đúng cái phiên giao dịch đó cảm nhận được dòng tiền, cảm nhận được uh, cái sự lan tỏa dòng tiền tất cả ở tất cả các, các nhóm ngành thì các bạn thấy là lúc đó các bạn có thể mua trong cái phiên bùng nổ theo đà và cái giai đoạn này cũng vậy vào tháng 8 2021 à, 2020 thì phải thì đây cũng là một giai đoạn mà thị trường đã giảm mạnh sau đó có những cái nỗ lực phục hồi và cũng xuất hiện một cái phiên FTD và chúng ta khi mà gặp những phiên FTD thì hành động chúng ta nên làm như thế nào Thứ nhất là các bạn sẽ giải ngân tối đa 50% tài khoản. Đây là một cái phiên rất là hay. Các bạn có thể mua đồng loạt nhưng mà theo như mình đánh giá thì các bạn mua khoảng tầm 40 50%, tối đa là 60% thôi. Và theo dõi xem có phiên phân phối ở sau đó hay không. Nếu không có thì các bạn có thể giữ để khi mà thị trường nó quay đầu các bạn bán. Phiên bùng nổ theo đàm, có đủ các điều kiện hình thành thì tỷ trọng giải ngân của các bạn sẽ càng lớn và ngược lại các bạn sẽ cần quan sát dòng tiền vào các nhóm ngành chính và thời gian duy trì bùng nổ. Nếu bùng nổ từ sáng thì nên mua khoảng 1 phần 2, tức là ví dụ như các bạn mua dự kiến 60% chẳng hạn, thì 1 phần 2 từ sáng các bạn mua 30% tài khoản. Và dòng tiền tiếp tục vào mạnh các và đạt các tiêu chí thì mua thêm 30% tài khoản nữa vào khoảng 2 giờ chiều. Đó. Các phiên sau FTD lựa chọn gia tăng thêm đây là một cái uh, giai đoạn tiếp tục các bạn sẽ gia tăng thêm nếu có xuất hiện những cái nhóm cổ phiếu leading và tiếp tục tăng sau vài cái phiên nghỉ. Có nghĩa là sẽ có những cái phiên mà gọi là tích lũy, những cái phiên mà lưỡng lự sau đó những cái cổ phiếu leading lại bật tăng tiếp sau cái phiên vùng đổ đà thì chúng ta lại mua thêm. Và một số ví dụ về FTD thất bại đây thì mình sẽ sâu cho mọi người trên đồ thị của VN Index nhé. Đây là đồ thị VN Index. Thì chúng ta đã có trong cái tháng 11 chúng ta đã có một FTD đây. Một FTD rất đẹp. Ai mua phiên này, thậm chí mua phiên này cũng có ăn. Nhưng mà mua phiên này đến cái vùng này, tức là vùng nhiễu động. Và đây là phiên chốt hết sạch này. Một phiên mà bán khoảng 2%, phiên này tăng 3,4% và dòng tiền mình đã ở gần cái giai đoạn chúng ta đang ở gần cái giai đoạn của phiên tháng 11 này và chúng ta chắc chắn các bạn sẽ rất nhớ về phiên này lan tỏa tất cả các nhóm ngành không nhóm nào tăng dưới hai phần trăm cả mà tăng rất mạnh từ 3 đến 6 phần trăm và đây là một phiên bùng nổ theo đà tiêu chuẩn trước đó là một phiên nghỉ đây thị trường giảm rất mạnh này, giảm rất mạnh đây và chúng ta có một phiên bùng nổ theo đà trong quá khứ thì đây cũng là một phiên bùng nổ thơ đà nhưng không thể mạnh bằng phiên kia được. Phiên này rất đẹp luôn. Phiên này thì chỉ tăng 1,5%. Nhưng mà trước đó cũng có một phiên tăng hiệu ứng trước đó rồi. Thì chúng ta đã thấy thị trường giảm mạnh này. Và có một cái nhịp nghỉ, nhịp cân bằng. Có một vài phiên có nỗ lực phục hồi là phiên này. Và phiên này. Sau đó bùng nổ thơ đà tại đây. Và đây là một phiên bùng nổ thơ đà thất bại này. Thị trường giảm mạnh này từ 1120 về đến còn 1038 sau đó bùng nổ thoa đà lên thì thất bại thì cái lý do thất bại của FTD này mình nghĩ đó chính là cái việc là thị trường nó chiết khấu chưa đủ nhiều các bạn thấy không ở đây chiết khấu chưa đủ nhiều nên FTD ở đây nó hơi non không đủ sức để để có thể thu hút dòng tiền mà cũng không thể đi xa được đây là một phiên bùng nổ thoa đà thành công là các bạn ạ thị trường giảm mạnh này. từ 1.100 về đến thấp nhất là 990 sau đó có FTD này một phiên tăng rất mạnh 3,66% tuy nhiên phiên này thì lại không thanh khoản không quá cao nếu mà bùng nổ theo đài đẹp nhất theo như mình đánh giá chính là phiên này một phiên này là một phiên thanh khoản rất cao này. có những cái nhịp nghỉ này, có những nhịp nghỉ này sau đó là có những phiên phục hồi nỗ lực này, những nỗ lực phục hồi tiếp theo và đây là FTD này một phiên rất đẹp và sau đó các bạn kiếm lợi nhuận từ đây lên đến đây là gần 10 phần trăm tức là những cổ phiếu các bạn mua sẽ lãi từ 12 đến tận 20 phần trăm thị trường tăng bao nhiêu thì cổ phiếu tăng gấp 1,5 đến hai lần đấy chính là một số cái phiên bùng nổ theo đà thành công và một số phiên thất bại đây cũng là một phiên FTD thành công này thị trường tăng 2,84 phần trăm và kéo lên Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có nhiều không có một giai đoạn tăng giá mạnh như những cái phiên vừa rồi đó thì đấy chính là những cái ví dụ về bùng nổ theo đà ở trong những cái thời điểm gần đây và khi mà mình quan sát những cái phiên bùng nổ theo đà rồi quan sát những cái phiên trước đó và những phiên sau đó thì mình sẽ có một số các bài học kinh nghiệm cho các bạn để chúng ta có thể gia tăng được cái xác suất thắng khi các bạn mua phiên bùng nổ theo đà thì FTD là một trong những chỉ báo sớm chỉ báo sớm chỉ báo xuất hiện sự đảo chiều xu hướng có mức độ tin cậy cao nhưng mà xác định thì có thể sai và các nhà đầu tư thì chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể là sẽ dễ mắc sai lầm hơn. Và đây sẽ là một số gợi ý và kinh nghiệm mà mình uh, nghĩ là nó sẽ giúp các bạn tăng được khả năng xác định chính xác một phiên FTD. Thứ nhất là đánh giá thêm về định giá thị trường. Nếu như thị trường ở mức định giá thấp thì bùng nổ theo đà sẽ càng chính xác. Có nghĩa là các bạn vào các bạn tìm hiểu và các bạn nghiên cứu thị trường nhé thì các bạn thấy là khi mà PE E toàn thị trường mà ở vùng giá thấp đây mình sẽ cho các bạn một ví dụ nhé là P E thị trường mà rất rẻ gọi là để cái vùng giá được gọi là rất rẻ đủ chiết khấu cao ấy ví dụ đây là ví dụ đây là một này đây là một này sẽ xuất hiện những phiên bùng nổ thôi đà và xuất hiện ở đây các bạn mua các bạn lãi cực kỳ nhiều luôn. Khi mà P/E các bạn nhớ nhá, P/E là khoảng 11, khoảng dưới 11 thì là giá còn rẻ nữa. Thì các bạn sẽ có những phiên bùng nổ theo đà chính xác. Thứ hai là các nhóm ngành lớn có dòng tiền vào thì bùng nổ theo đà thành công. Các nhóm ngành lớn các bạn đã nắm rõ rồi đúng không? Nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán, nhóm bán lẻ, nhóm thép đấy là những nhóm lớn và dòng tiền của nó sẽ của những nhóm này sẽ là nền tảng để trường thị trường đi xa được. Trước đó trước một cái phiên bùng nổ thôi đã thì nó là giai đoạn điều chỉnh của một cái thị trường sôi động thì FTD cũng dễ đúng có nghĩa là các bạn tưởng tượng FTD nó thể hiện cái sự đảo chiều trong một cái nhịp giảm mạnh và trước đó thị trường nó đã có một cái giai đoạn mà dòng tiền ở thị trường rất tốt giao dịch rất sôi động thì dòng tiền bị rút ra và có FTD, dòng tiền sẽ quay trở lại rất dễ dàng và rất bùng nổ. Đấy chính vì thế trong những giai đoạn thị trường sôi động mà thị trường cắm giảm mạnh mà xảy ra FTD phục hồi ấy, thì FTD sẽ rất dễ đúng. Đó chính là những kinh nghiệm mà mình đúc rút ra trong khoảng 7 đến 8 năm nay mình chưa định thì các bạn có thể tham khảo về cách sử dụng uh, một cái phiên FTD, EFTD và những cái bài học để các bạn có thể tăng được xác suất đúng các bạn xem video nếu thấy hữu ích và có nhiều thông tin các bạn muốn trao đổi các bạn có thể comment ở phía bên dưới để đặt thêm những câu hỏi các bạn có thể hãy hãy like và share video này giúp mình và mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo